Top 3 con sông dài nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Top 1. Sông Ninh Sông Ninh dài 6.650 km bắt nguồn từ hai nhánh chính là xích đạo Đông Phi và vùng Ethiopia, chảy ngang qua Ai Cập và cuối cùng đổ ra vùng biển địa Trung Hải. Dòng sông này được xem là quan trọng nhất của lục địa châu Phi và cũng là dòng sông dài nhất thế giới, góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên một trong những nền văn minh cổ nhất của nhân loại nền văn minh Ai Cập. Top 2. Sông Amazon Sông Amazon tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một dòng sông ở Nam Mỹ. Đây là con sông dài thứ hai trên thế giới với chiều dài 6.400 km và là con sông có lưu vực lớn nhất trên thế giới. Vào mùa khô, chỗ rộng nhất của sông là 11 km và vào mùa mưa chỗ rộng nhất của sông lên đến 40 km. Con sông đã góp phần bồi đắp thêm sự xanh tươi cho lá phổi của thế giới, rừng rậm Amazon. Top 3. Sông Trường Giang Sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc, có chiều dài vào khoảng 6.385 km là con sông dài thứ ba trên thế giới. Trường Giang là sông quan trọng nhất trong lịch sử, văn hóa và kinh tế của Trung Quốc. Qua hàng ngàn năm, người dân đã sử dụng con sông để lấy nước, tưới tiêu, ngọt hóa, vận tải, công nghiệp, danh giới và chiến tranh.